được, nó sấy dính được con máy viên. Và mình phát hiện ra đây là một cô gái đấy, và mình phát hiện ra là nó cầm visa luôn. Và mình đang tính trốn đó anh em. Đây là mình tính nhảy ké xe nó, mà nó tự nhiên nó nhảy nhảy xuống và mình có đuổi theo nó này. Và này là mình không ngờ nó chạy đây, nó lấy cái xe của mình đấy và nó chạy xe đi. Các bạn đang muốn tìm kiếm một nơi mua Free Fire hỗ trợ tốt hay nhiều vòng quay hấp dẫn mini game báo thức cho anh em max cấp lại nhân phẩm thì hãy đến với shopanhpho.com. Chào anh em nhá. Đây là một cái trận mình đi làm clip cho bạn xem mà mình quên mất là mình bấm quay. Đấy. Thì là đầu trận là mình nhảy xuống, mình lượm được một cây MB này anh em. Như thường lệ là mình sẽ loot hết cái căn nhà ma này, sau đó mình sẽ di chuyển xuống bên dưới cái khu vực gì ta? Xuống dưới bên dưới nhà bán gian, rồi xuống dưới nhà máy bán hàng để mình mua bông keo ăn ạ. Thì đây, sau khi mình loot xong thì mình cảm giác là bên dưới đây nó không đồ mấy. Lượm được cái xì quẹt này, qua đây đá thêm được băng đạn. Đấy, đá thêm được cái giảm thanh, lụm luôn anh em. Mà quả này là hơi chật đa lô này. Giờ mình sẽ di chuyển xuống bên dưới nhà xe này, rồi xuống bên dưới shopping tí đồ bạn. Kiểu nó như là một thói quen rồi đấy. Thì trận này là mình nhảy dù xuống mà mình quên mất là mình bấm nút quay anh em. Hơi buồn bạn ạ, thực sự luôn. Nhảy dù xuống mà quên là bấm nút quay, về sau chưa đến nửa trận mới trận nhận ra là mình chưa quay mà. À, và có phát hiện ra bắn nhau ở bên phía nhà lỗ. Nhưng mà mình không quan tâm anh em, bây giờ là mình quan tâm là mình đi mua keo chứ đã. Sau đó mình xuống dưới nhà bà gian, mình đá nhẹ tí nhà bà gian. Nhưng mà mình cảm giác là nhà bà gian trận này hơi nghèo các bạn đấy. Sau đó quyết định là đá thêm cái bên phía nhà gỗ nữa để check xem còn gì để điếm đáp lại chút xíu các bạn. Mà trận này ra điếu gì cả. Mình nghĩ khả năng là cái thằng loot trên nhà bà gian này nó sẽ di chuyển xuống dưới. À hay. Và sau khi mình chạy đường xuống dưới, mình phát hiện ra là có bắn nhau luôn anh em ạ. Ủa, đúng là khả năng tư duy của mình nó không thể sai. À, mình đã phát hiện ra nó, mình thấy ui sởi, đúng là chú tể đang ra đỏ các bạn. Đấy, sấy ra đạn là vào người này thì quá là đẳng cấp luôn. Nhìn ra sấy mà thấy nó lách hơi ghê này, và giáp nó cũng hơi trâu nữa. Quả này mình chửi xin cái lơ lỗi này anh em. Ủa, nó sụp quá, đau quá. À, quả này nó sụp mình tí rụng các bạn. May với kỹ năng phải thượng thừa của mình cấp 3, cấp 4 đấy. Thôi mình chạy đây mình bú nhẹ đâu, nhập mua nhẹ 2 lượt bom keo. Có cho mình 6 quả anh em, sửa giáp lúc ấy chỉ có đủ 6 xu thôi. À, pha này là mình bắn cái thanh niên nó chạy xe đâm chết một thằng vừa rồi mình vứt xác này. Sau đó là bây giờ mình đang tính đẩy lên công nó, nhưng mà mình phát hiện ra là nó nhảy tiếng chân. Và tiếng này nó nhảy xuống dưới đất, có nhảy đã bắn nó một viên. Mà không ăn thua anh em ạ, thằng này nó cũng có vẻ là nó hơi bén. Mình quyết định là mình rút chốt lộ đạn. Mình nghe có tiếng chân đẩy sang bên phải. Quả này úi sổi rồi. Quả này mình quăng lựu đạn hơi bóp anh em. Nên là mình sẽ quyết định hồi máu, mà trong thời gian suy nghĩ mình thôi anh em ạ. Rút lựu đạn nó chọn tiếp, bởi vì nó đứng ngay cái cột thì mình nghe có tiếng chân mà. Đấy, 190 tiết thôi, xong rồi này thì tỏi bạn ạ. Kìa, mà mình bắn như thế mà không hiểu sao nha, mình bắn quăng lựu đạn như 190 tiết. Bạn bắn thêm viên nữa, à quên mất là có thêm cái phụ kiện dập máu nữa anh em. Thực khi đá xác nó không có gì, mình có quăng lên đây, mình chạy lên quăng cỏ flash. Và phát hiện một thanh niên nó đang chạy bò xuống dưới này. Quấy vẩy cho bay đầu ngay anh em. Uầy, công nhận là phèn đắp đỏ nó khác bạn. Đây là mình lúc đồ xong mình đi lấy xe này. Đấy, đang tính khi xe vào bo và chuẩn nhận ra có đứa nó chạy từ bên dưới lên. Quyết định mình đá thêm cái kill này nữa là thành 3 kill anh em. Ở đâu là thành 4 kill chứ. Có mình có rút chút lựu đạn ra mà quang không tới bạn ạ. Các bạn nó vướng cái ấy, quang thì nó quang cao lên thì nó sẽ đập cái thành tường. Nên mình sẽ quyết định mình để lên góc đây mình chơi nó. Nhưng mà mình phát hiện ra là nó đã di chuyển vào cái góc ngay cửa bên đây này. Cái gì chứ, nghe tiếng chân mình bén lắm. Quang lựu đạn 100% lì xì mấy viên. Đấy, thế là hả, có mạng thứ tư ngay anh em. Pha này là mình đã quyết định xác định là ở ngoài bo hết người rồi, mà trận nhận ra mình đang tính múa và phát hiện ra một đứa nó chạy bo vào góc này, cũng có bắn nó yếu máu anh em. Và mình trận nhận ra là thằng này là nó nhảy từ trên nóc xuống, nó nhảy xuống này anh em, không có súng. Đấy, và mình nghe có tiếng mìn chạy lên thì thấy thằng mìn nằm ngất ở đây. Ui giời ơi, sau đó mình nhảy xuống dưới, mình nghe có tiếng phía trận mình dình mình ấy vút cho bay đầu ngay. Pha này mình cứ ngỡ là bắn được 5-6 kill như thế này khả năng là hết người rồi. Ai ngờ đâu có một cái xe nó phi lại bạn. Cái xe này nó đang tính có nuôi ý đồ là đâm mình, mà nó có vẻ như là tay lái của nó hơi kém. Nó sượt, nó sấy dính được con mấy viên. Và mình phát hiện ra đây là một cô gái. Đấy, và mình phát hiện ra là nó cầm visa luôn. Và mình đang tính trốn đó anh em. Cái này mình tính nhảy ké xe nó, mà nó tự nhiên nó nhảy nhảy xuống. Và mình cũng có đuổi theo nó này. Pha này là mình không ngờ nó chạy đây, nó lấy cái xe của mình. Đấy, và nó chạy xe đi. Và mình nghĩ là nó sẽ chắc chắn là nó sẽ quay lại nó đâm mình bạn.
nên mình sẽ quyết định là sử dụng cái EQ số 8 nằm ngang của mình. Mình sẽ căn nó đâm, mình đặt bao keo ra, đó mình sẽ ngồi lên xe của nó bạn. Đây phải tính này, nhưng mà mình ngồi lên xe hơi hụt anh em. Chào bạn nha, hiện tại là mình đang phát triển cái fanpage của iPhone bạn ạ. Thì mọi người hãy bỏ ra một chút thời gian bấm dưới link phần mô tả của mình có phần fanpage duy nhất. Bạn click vào đây và bấm nhận nút follow, và bạn có thể trên mobile ấy thì hình như là có nút xem trước nữa, thì phải, thì mọi người bật nút xem trước lên để nhận thông báo khi mình ra những bài viết mới nhất bạn nha. Nói chung là mình đã phát triển cái fanpage này bạn ạ. Mong là bạn hãy bỏ ra một chút thời gian lên follow fanpage để giúp mình các bạn nhá. Đâu ta, đây hình như là đoạn này thì phải này. Và từ khi mình lên được xe chị gái này, mình theo chị gái này đi từ đầu trận cuối trận luôn anh em. Ủa, kiểu ban lúc mình cũng không nghĩ là ví dụ như đứa này nó sẽ đưa mình cho chết cũng sao. Nhưng mà mình chợt nhận ra mình vẫn cầm cái kỹ năng Misa anh em ạ. Mình nhớ không nhầm là trước cái clip ấy mình có làm một clip gì ta. Chắc chỉ nhặt cái hòm kho báu lấy top 1 ấy và mình chưa thấy nhân vật. Ủa, quả này là đỏ anh em. Đấy, hai đứa chạy xe đi. Úi xời ơi. Và mình đoán khả năng là thế này là thế leo ra cách đấu và đi solo này. Đây là nó mới chơi kiểu chắc kèo thế này bạn ạ. Ui giời ơi, nãy giờ ngồi ké xe chị gái này chạy từ đầu bo 1 đến bây giờ là bo 4 rồi bạn ơi. Mà mình quên trận nhận ra là mình chưa bấm nút quay đấy. Thì chắc có lẽ tí nữa là mình sẽ tải cái trận đấy và mình sẽ bình luận lại cho anh em xem các bạn nhá. Thì bây giờ mình đang theo chân chị gái đang đến được chặng đường lấy top 1 đến nơi rồi em ạ. Bây giờ chỉ còn 8 người này. Ấy á, ơ kìa. Bịp thêm nhở. Có đúng 4 bình máu này anh em ơi. Chứ trò nó bắn ra đúng nó không dính chị gái mà mình cũng cầm Misa, và ta hai đứa cùng cầm Misa. Còn nó bắn dính mình hơi ảo anh em ạ. Rồi bây giờ để xem nhá. Có khi giờ ngồi trên xe chị gái sống sót đến vòng cuối đấy em ơi. Hả, mình không nghĩ là mình cầm kỹ năng Misa luôn đấy anh em. Bây giờ là mình cứ nghĩ là chị gái chạy một hồi là mình sẽ chết này, nhưng mà không anh em ạ. Anh ơi là mình có kỹ năng Misa nó là lụm luôn. Mà bo là bây giờ kiểu đâu đó là tầm khoảng 6 người nữa thôi. Mà mình nghĩ là chị gái này khả năng là leo ra chiến đấu này. Bây giờ đi chỉ có đi leo mà đi chạy xe vòng vòng bạn ạ. Thấy người đâm nói chung là cũng chơi kỹ lắm. Nói chung là sợ gãy đấy. Rồi mình sẽ ngồi xe chị gái trừ khi xe nổ thôi anh ơi. Giờ đi cùng chị gái đến cuối bo bạn ạ. Ý, đừng có chạy xe kiểu thế. À, chạy xe kiểu này nó đi chậm chậm là kia nó bắn cho sắp mặt luôn bạn. Ở kìa. Còn dừng xe là đứa đùa. Ui dồi ôi. Tao chị gái đây chạy theo hướng này thế này lên đến đồi nó đi chậm nó bắn nó nát xe anh em ạ. Ui đây vừa bảo xong. Bây giờ là bên trên nhà L hai đứa, là bên dưới tròi một đứa là hết rồi này bạn. Đây bây giờ mong là chị gái sống sót đến hai đứa sống sót đến cuối cùng thôi bạn. Nè, đừng có đông xe lên trên đồi. Hai đứa nó chạy bom thế nào bắn nó nát xe em ạ. Bên dưới nó bắn lên nữa. Thôi xong. Đấy bảo xong anh em. Dùng thế không biết anh ơi. Từ nhà chặn lấy góc đã. Ui chị gái cho bảo. Ui sổ. Ý chém kém một keo vậy. Thôi. Trời ơi, chị gái bị bắn chết rồi anh em ơi, buồn thêm nhở. Chà mà bo này hơi khó nha, từ mình lên là mình lút cái đồ anh em. Úi, ấy từ mình tóm nào dân chơi. À, khó quá bạn. Thế đồ không có, nghèo vãi hết bom keo rồi này. Ủa bây giờ còn đúng một quả, còn đúng 4 bình máu mà. À, kiểu này khó quá, ấy lút hai quả keo này anh em. Từ bây giờ là mình cần phải giết nó. Úi. À, hoặc là bây giờ chạy lại lấy góc này anh em mà không được nha. Mình sẽ đứng đây thì mình sẽ tanh bo ngoài bo, mình sẽ chờ nó chạy bo, sau đó mình sẽ bắn nó nha bạn. Bây giờ chiếu nước như thế thì mình mới có thể lấy được top 1 thôi anh em ơi. Yeah, nó hở người này. Ở kìa. Cái là bo này nó thu về góc nào mà mình đang ở rìa bo này. Bây giờ mình cần phải ấy bo thu rồi. Xịt, lấy góc cho bo phát anh em. Úi giời ơi, quả keo. Cái tử, chờ nó nhảy xuống dưới anh em, mình sẽ chơi tanh bo đi. Đấy, nó nhảy xuống sẽ bị đi đấy. Ok. Úi, nó mới tiết. Xịt. À, không được rồi. Chơi nó luôn. Đặt lửa chạy ra. Lấy 50 tiết là bây giờ bắn hai viên. Ôi. Ui, nó lại bắn vào cháo mới đau lòng anh em ạ. Buồn thế à? Trời ơi, đi ké xe như thế rồi chỉ việc lấy top 1 nữa thôi mà không làm được anh em ơi. Chán thực sự ấy. Thì thôi, chắc là video này của mình cũng xin kết lại đây thôi. Mọi người xem video này của mình thì đừng tiếc gì cho mình một like, một share, một dưới. Và nhớ đăng ký kênh và bật chuông lên để nhận thông báo khi mình ra video mới nhất các bạn nhá. Chào mọi người nhá. Thank you.